Sáng nay, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Kim Sơn và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Kim Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Kim Hải, Kim Đông, Kim Trung và thị trấn Bình Minh. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Kim Hải đề nghị các cấp các ngành chức năng sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sau dồn điền đổi thửa, đồng thời giám sát công tác cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra khảo sát mặt đê biển Bình Minh 2 đang xuất hiện khe lún giữa mặt đê và lắp biển báo tại các vị trí hay xảy ra tai nạn. Đầu tư kè, nạo vét hệ thống kênh mương, xây dựng thêm các trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân trong nuôi trồng thủy sản. Cử tri cũng phản ánh tình trạng doanh nghiệp chăn nuôi nằm ngay trong khu dân cư gây mất vệ sinh môi trường. Cử tri xã Kim Trung đề nghị với các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi cho những người công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, sớm có chính sách cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Cử tri cũng đề nghị tỉnh huyện quan tâm nâng cấp trục đường chính xã Kim Trung đã xuống cấp. Với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm, cử tri thị trấn Bình Minh đề nghị tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có chủ trương chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị cho thị trấn Bình Minh, xem xét có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ y tế khối phố. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời tiếp thu và trao đổi làm rõ một số vấn đề. Trong đó, đối với việc giải quyết tồn tại về đất đai của các xã ven biển Kim Sơn, đồng chí giao cho các ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm để người dân sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yên tâm sinh sống phát triển kinh tế. Về đầu tư hạ tầng vùng ven biển, đồng chí cho biết hiện nay tỉnh đang tiến hành phối hợp với các bộ ngành của Trung ương để có quy hoạch tổng thể nhằm làm tốt hơn công tác quản lý vùng bãi bồi ven biển. Đồng chí cũng trao đổi với cử tri về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Các ý kiến, mong muốn của cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.